hình như con rồng ấy. Hay là rồng, hay là rồng đất đấy. Ui đây, 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 đây. Ui sợ quá. Ui mẹ nó cắn vào chân. Có việc gì đấy cô? Chúng mày làm cho cô cái xem nào. Với cái giếng này này, tối nào cô cũng thấy 12 giờ đêm, 11 giờ đêm nó cứ lầm lầm nó quậy. Mới điện mấy ngày nay hả cô? Ừ. Tối nào nó quậy cô sợ quá, cô cứ sợ như mà. Vậy hả? Đi anh em xuống xem nào. Sợ lắm. Nhưng có cái giếng này. Đấy. Tức là đêm đấy nó cứ thấy. Không dám sang bước nữa. Ừ. Tức là đêm đấy là nó có tiếng động lạ hả cô? Ừ, nó cứ có tiếng động. Đấy. Ủa nhảy đây. Không, vẫn thấy động động. Có thấy động động không? Không dám sàng uống nước. Vẫn thấy động động thật. Ừ đấy. Uống xuống xem là có gì. Sao mà nó biết? Đục hết nước thế này này. Ừ này. Ừ. Đấy cháu xuống đục thế này. Tức nguyên cái đợt này bắt đầu xuất hiện vậy hả cô? Ừ. Rêu nó đục đến này không nhìn thấy cái gì. Tức là mới cả. Có mấy ngày nay thôi đúng không? Ừ. Trước là cô có uống nước không thấy gì đúng không? Không. Mà trước thì nước nó trong cơ. Đây bây giờ đấy nó quay đi nước nó đục lắm. Nước đục nhỉ? Đấy. Ừ. Em phẩm cho anh cái áo. Nhìn thấy ra nước trong thì mà có cái gì phát hiện được. Nhưng mà ra đây xuống mà nó có vấn đề gì không mình hỗ trợ thôi đấy nhá. Đây. Ừ. Đúng rồi. Đấy nước đục này nhìn sao được. Có gì bám một cái dây cho nuôi lên nhá. Ừ. Đấy. Thì các cháu xem ở dưới này nó có cái gì. Mà cũng mạo hiểm xuống thăm dò cho cô ấy xem mà nó. Cô sợ lắm. Nó làm như ma quỷ. Cứ thùm thùm ạ. Cứ thùm thùm. Cứ tầm 11 12 giờ cô. Ừ. Trước kia nước nó trong chứ nó có đục này đâu. Vậy hả? Ừ. Xuống xem thử xem nào. Đấy. Đấy các cháu xem thôi nào. Con kéo 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 kéo. Nhưng mà sâu. Chắc là sâu đấy. Tiếng là sâu đấy. Là sâu ấy. Ừ. Cháu không có này. À. Em giữ đi, em giữ cái đây cho anh xuống. Cháu nhớ dẫm phải cái gì ở dưới ấy, chết đấy. Quỷ sứ nó lôi xuống với tôi ạ. Hay là cái giếng nó có ma. Anh chít dây đấy. Đấy. Cứ từ từ mà xuống nhỡ sâu. Ừ, giếng sâu không? Sâu đấy. Đâu, xuống rồi mà. Con xem có cái gì là biết ngay. Cái gì? Có chứ đêm nó quỹ lầm lầm. Có gì đâu, còn đấy gạch đá thì cô. Ờ. Tối đến là cô không dám sàng nữa đâu. Tức là chỉ có đêm mới thấy à? Ừ. Vậy ma rồi. Đấy. Cái gì đấy. Nhỉ? Mà từ hôm mấy đến này là nước nó đục, trước kia nó trong cơ. Nghi ma lắm. Nghi giếng thì có ma rồi. Ma thì giếng. Ui, cái gì đấy? Cái gì ấy? Cái gì? Ui sợ thế. Ui cái gì vậy? Ôi từ này là đi cô chả dám sang bên này nữa. Ui có con gì mọi người ạ? Con gì mà nó sống ở dưới giếng này vậy? Con gì? Hay là ma rồi? Không biết. Ui ôi, sợ quá. Ui cẩn thận nhá. Sợ lắm. Mùa nước có đục nào này? Nước cũng nông nhỉ? Mùa này mùa khô nước nông. Cô nghĩ là nó sẽ có con gì. Ui, 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 nó quậy to lắm. Cẩn thận nhá. Có con gì nhỉ? Như của ma nhỉ? Mày không thấy nữa rồi. Mày không thấy đâu nữa rồi. Thấy nữa không? Ui, 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 cẩn thận, cẩn thận. Ui, ui, mấy anh em có gì đâu rồi. Ui, mày đã chưa? Mày quá à? Hay chửi quá gì này ấy? Nguyên. Nó trơn trơn. Nó trơn trơn. Có con gì không? Có gì trơn trơn này cô? Có con gì à? Có gì nó trơn trơn ấy. Không biết là con gì gì. Ui, nó bẩn lên như con gì nhỉ? Con gì đấy? Ui, con gì mà nó bẩn lên kinh thế nhỉ? Nó vậy nó ngự dưới giếng này rồi. Ủa nó ngự dưới giếng rồi. Không. Hay là cá thần rồi. Con rồng thôi. Hình như con rồng ấy. Hay là rồng đất đấy. Ui đây, ui đây, đây, đây. Ui sợ quá. Ui ui. Mẹ nó cắn vào chân. Nó cắn à? Nó cắn chân. Ui ui. Ui chết rồi. Nào thế nó chưa? Cháu có sợ thế nào? Con gì nó to, nó phải bằng hai cái đùi cháu ấy. Cẩn thận nhá. Hay bơm cạn mẹ nước để xem con gì. Mày đã biết sao được bơm cạn nó đục dưới. Ui mọi người xem này. Con gì nó dưới này mà nó rồng như kinh thế nhỉ? Người tìm cách bắt nó chứ. Bơm nước đi. Làm sao ra?
sẽ để nước xuống cố kiếm cái gì hay là cầm cái xô này xong bắt đầu xuống vạt thử xem nó có vào xô không. Con này nhìn như kiểu con rồng ấy, cái đuôi nó dài lắm. Đồ ra xuống đây chắc không rồng ấy. Biết đâu được cái cá mà cá miếc nó biến thành hóa rồng cháu. Không, tôi chắc là con cá thôi. Tao vẫn múc nước thấy đầu nó có cần đeo ấy. Mấy không, đêm nay cô bảo mấy đêm nay có hoa điện đi. Đây nó khỏe, lúc nào nước cũng đục. Yêu tinh à? Nước nó trong cơ. Cô bảo là mấy hôm nay cô ấy cứ tầm 11, 12 giờ là cô ấy thấy rầm cứ đây mà. Đây, mấy nay cô sợ xong gọi điện cho chúng mày sang xem nó là con gì. Múc hết nước ra nào. Heo, vừa thấy cái đuôi nó đây. Múc hết nước ra nào. Thì là múc cho được hết nước. Bơm đi. Bơm. Thầy vẫn là sợ thì nói này. Đây nước đục không nhìn thấy. Lấy cái xô mà vực nửa nó vào cái xô. Ui heo. Ui ôi, nó quậy. Kinh thế. Ui đấy, cái đuôi nó vẫn đến đấy. Còn nhìn như con rồng ấy. Ui, này vẫn là trời đó. Ui. Đấy, ui. Ui, cẩn thận nhá. Khỏe lắm. Ui giời. Đồ mà. Đấy. Thầy nhìn, nửa nó vào cái xô. Nửa nó vào cái xô ấy. Ui cháu sờ nó đi đùa nhưng mà nó khỏe lắm cô ạ. Ui đi đây cái đuôi nó màu đỏ. Đuôi màu đỏ. Ui cái đuôi nó màu đỏ. Con gì lạ thế nhỉ? Con gì? Hay là cá hóa rồng rồi. Ui, đây. Đây. Đồng lạ thế. Ui, nó chưa gặp con này bao giờ. Hay nước nó đục thì mình không nhìn kỹ. Chắc nước đục mình không nhìn rõ ấy. Rồi. Bắt đi cố bắt. Ui mày. Thơm. Nó bẩn đến kinh nhỉ. Ui đây. Ui cái đầu nó vừa rớt này. Ui con này lắm đâu nó. Lắm đâu. Đấy. Thơm. Bắn sợ à? Cháu cũng sợ chứ nhưng mà tôi giúp các cô thì giờ thì biết sao. Ui dạy kìa. Ui dạy kinh chứ. Khỏe tay mình không trẻ mấy đó mà. Mất rồi. Thôi làm cái máy bơm mà bơm. Ui, cái gì kinh thế? Cũng kinh thế nhỉ? Ui, tạm đấy. Cúp cái đuôi này luôn. Cái đầu. Ôi. Không cách nào bắt nó. Nó khỏe lắm. Ui, cái đầu này. Nó to bằng ấy. Nó to lắm. Ui, nó vừa trườn lên. Cái đầu này. Đục nó máy quay không nhìn rõ. Không nhìn rõ. Nó mệt rồi. Nó bị mình quần, nó mệt rồi. Ui, cẩn thận. Sợ lắm. Ui, đây, thấy không? Ui. Con nhìn thấy cái đầu không? Đấy chắc nào. Ui, cái đầu con gì đó người này. Có cái gì râu lại chưa? Ui, nhìn thấy râu, nhìn thấy con râu. Cái quả đĩa này, con cái chê này. Con này còn thủy quái rồi. Hay thủy quái rồi. Cảnh ngó mày ai được kìa. Thủy quái giếng rồi. Mới là thấy giếng đéo ai bắt được kìa. Hả? Bây giờ sao? Bắt chứ. Hả? Thì giếng nó động nên nó phải giếng đấy. Bây giờ ném lên chưa? Ném lên chứ.
Giờ nếu mà ta chỉ phát thì tao ném lên trên. Ừ. Mình chỉ được cái đầu nó mà nhắm trên nó mệt đấy. Nó mệt rồi, nó đang dựa đầu đây này mọi người này. Con cá to quá. Nghĩ hay là con rồng ấy. Đời ơi. Thôi, rồng nào đấy. Úi dồi ôi, cái bộ râu nó kinh chưa này. Ê, tớ mệt rồi, tớ chịt được rồi. Ủa, nó mày chịt được rồi à? Ừ. Để xem là con gì nhá. Mày tận gần lại hết mặt ra nhá. Thế có ai trên đấy không? Không, không, không. Kinh lắm, khỏe lắm. Nó khỏe lắm mọi người. Cẩn thận nhá. Cô ấy đâu ra, chồng mày nó cứ tiến qua. Ui, ui dồi thủy quái. Ui. Ui dồi ôi, to chưa này. Này thì ui vậy nó chặt cuối là mầm mình đây này. Ui sao trước đây không có mà sao đợt này lại có nhỉ? Đây đây cô. Ui ôi. Không biết là đâu, không đây không biết. Ui ôi, to chưa này. Nòng mạch lên rồi. Ôi nó chui dưới nòng mạch lên rồi. Dưới nòng mạch lên rồi. Nó chui trong cái lỗ nòng mạch của nước ấy. To chưa này. Mọi người này to chưa? To bằng này. Ôi giời ơi. Nó chỉ quậy sợ. To nhìn tưởng tượng được nó to như này. Ui nó to chưa này. Thảo nào đêm nó quậy này. Đấy. Ui giời ơi. Như ma luôn. Ui kinh khủng. Ui giời ơi. Ui mọi người thủy quái này. Ui giời. Kinh khủng chưa? Ui thủy quái luôn. Ông nó giảm. Ông mà có dám giết không? Có chứ. Thôi cho cô nhá. Thế ông giết thì cho ông giết đi. Ừ. Cái con này cháu không lấy được đâu. Mẹ quái ăn vào mẹ nhớ thì quái chết. Sợ này. Để lấy cô thịt. Cô cháu mình ăn. Cháu không ăn rồi. Không cái đồ thịt thì cháu có ăn bây giờ đâu. Không ăn. Anh em cháu có ăn thịt bây giờ đâu. À. Ủ kinh chưa này mọi người này. Để cho con. To chưa này. Ừ. To nó dài chưa này. Gang tay xem được bao nhiêu gang. 1 2 3 4 5. Hơn 5 gang tay, gần 6 gang tay. Có gang tay. Thế hơn Yến à? Hơn rồi. Cũng vừa gọi anh sang bắt được con này á. Ừ. Ui. Chết rồi. Chưa. Ui vậy con này nuôi lâu lắm đấy nhỉ. Nuôi thì tự nhiên mấy ngày này cho điện đi. Đâu nó bảo chứ. Ừ. Cú bảo tự nhiên đâu mấy đêm này cứ thấy nó đêm đến 12 giờ nó quẫy mầm mầm mà. Cái này là theo mình nghĩ là chui ở dưới nòng mạch nó vào rồi. Nó vào rồi. Nòng mạch nó vào. Cô này cơ. Anh nào bắt về thịt đi. Cối anh. Cối bảo cối cho cối. Thôi anh em đỡ gì cái đồ. Này, cái loại này. Thôi anh em không ăn thì để đấy cô. Nó cắn cụ tay luôn. Sợ gì? Con này nguy hiểm lắm. Sáng thì lại thì đi nó còn quẫy đâu. Tối nay nếu mà còn con khác quẫy thì cô cứ bảo cháu nhá. Ừ. Kinh chưa? Nhưng mà nãy dưới giếng như kiểu vẫn còn đúng không ạ? Còn á. Tiếp đêm nó quạt chân kinh vậy á. Ừ. Hắn nó dưới nòng mạch cái này rồi. Sợ lắm không dám đến. Nhìn to nó dài chứ gần 6 găng tay vậy gần hơn mét rồi. Ủa 6 găng tay là hơn mét. Đúng rồi. Đấy cô. Chú găng tay mình 20 cân. Phát hiện được nó đâu cứ đêm đến nó quậy. Cứ đêm đến nó quậy. Vậy nó mới lên đây rồi, mới đến đây rồi. Mới lên rồi. Mới lên đây rồi. Mà tao bắt cá nên giờ thì cứ làm sao mày. Vậy á? Hay là cá thần rồi. Hả? Hay cá thần đấy. Cô hay là chăm thả đi cô. Hả? Bắt con cá nên cho cũng người thì cứ làm sao. Sợ nhỉ. Hả? Thôi thì đem thả sông. Chắc đem thả sông mọi người ạ. Con này cô ăn nguy hiểm lắm ý. Mấy con cá mà nó xuất hiện dưới giếng này rất là nguy hiểm. Ừ. Không dám bắt ở ao ở hồ thì còn được. Đây ở giếng sợ lắm. Thôi mày. Đem thả đi. Thôi đem đi mà thả bằng. Giếm thì con gì? Làm gì con gì vậy? Ui. Ui vì sao mình nhập à? Ui. Ui chết rồi. Ui Chiến ơi. Ui nó bị nhập rồi. Ui ôi cá ma rồi. Ui chết rồi. Ui Chiến ơi. Ui nó bị nhập rồi. Nó bị nhập tự nguyên chui giếng nó ngồi rồi. Ui cá ma rồi. Ui chết rồi. Thiên ơi. Ui kìa, lấy cái dây đi nối lên. Ui tỉnh lại đi, mày bị nhập rồi, tỉnh lại đi. Ui ôi. Cháu đẩy đi nào. Ui, để tìm cách cứu ra. Để lấy cái thang vứt lên nhá.